Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Buổi trưa ngày hôm nay là ngày 9 tháng 2 thì Xuân Đỉnh lại tiếp tục lên cho các bác một cái bộ âm thanh phối ghép hàng bãi Nhật tuyển chọn. Thứ nhất là về hình thức thì đẹp xuất sắc, thứ hai là về chất âm thì rất là tuyệt vời và phối ghép với nhau rất là hợp. Thứ ba là về giá tiền thì đây là một trong những bộ âm thanh có phân khúc là dưới 15 triệu. Rất phù hợp với các bác chơi về âm thanh ngon bổ rẻ. Và với cái bộ này thì các bác sẽ chơi rất tốt với diện tích phòng từ 30 đến 40 mét vuông, chơi đa dạng các thể loại nhạc, nhạc vàng, nhạc sàn, hay các bác có thể là nghêu ngao karaoke gia đình cũng rất là tuyệt vời khi lắp thêm những hệ thống vang cơ, vang số. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ đi chi tiết quay cận cảnh cũng như báo giá cho các bác cái bộ âm thanh ngày hôm nay. Các bác có thể là mua lẻ âm ly hoặc là mua lẻ loa thì tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Và hôm nay thì Xuân Đỉnh cũng vẫn bao ship cho các bác toàn quốc với những cái sản phẩm này. Đấy, giá thành thì khá hấp dẫn. Đầu tiên thì sẽ quay cho các bác về cái cặp loa. Đó là cặp loa Chio LS202, được mệnh danh là một trong những dòng loa JBL của Nhật. Thứ nhất, chất âm với hình thức thì nó rất giống so với những dòng loa JBL. Tiếng thì cực kỳ là hay. Cặp loa này thì sở hữu là loa 3 đường tiếng, 1 bát 20 năm. Gân của nó là gân vải xếp tẩm dầu, màng giấy, xương của loa là xương thép. Cho nên là cái tiếng bát của dòng này nó đánh rất là gọn và rất là chắc tiếng. Một chung giấy, thì cái chung này nó cũng rất là dị dạng. Và nó có một cái tâm ở chính giữa của cái loa này. Nó có cái gân vải nhé. Đấy, đây là cái đặc trưng riêng của dòng JBL, dòng Chio này. Mà rất là nhiều những dòng loa khác không có. Thứ ba là nó sử dụng tép giấy. Nó có hai tinh chỉnh chung tép. Cặp loa này thì tổng quan về hình thức thì rất là đẹp, có chiều cao là 65, chiều ngang là 38 và chiều sâu là 32. Tổng quan về thùng góc cạnh thì còn rất là đẹp. Nhưng tất cả những cái đồ này thì nó đều là đồ cũ rồi, cho nên nó cũng có chảy xước nhưng không đáng kể. Và tổng quan thì các bác có thể nhìn qua để đánh giá bằng hình thức cũng như video Xuân Đỉnh quay trực tiếp. Số dư đi của chiếc bên này là 639. Model của nó là LS202, có trở kháng là 8 ohm, công suất maximum của nó là 100W một loa. Loa rất nặng và chất. Căng cước còn đầy đủ. Đây là chiếc loa còn lại. Tổng quan thì hình thức của loa thì khá là đẹp. Cặp này thì cửa Xuân Đỉnh đang bán mức giá là 7.500.000 đồng. Mức giá này là mức giá vẫn bao ship toàn quốc cho các bác. Đây là giá đầu xuân năm mới để bao ship cho các bác vui vẻ. Đây là quà lì xì đầu năm. Tuyến loa, hình thức của loa rất là đẹp, căng cước đầy đủ. Chio LS202 có mức giá là 7.500.000 đồng, bao ship toàn quốc. Đây là mức giá của một cái cặp loa đẹp xuất sắc các bác nhé. Còn bình thường có những cặp loa thì nó bị chảy xước hoặc nó bị dập một chút thì Xuân Đỉnh sẽ bán rẻ hơn. Còn Xuân Đỉnh thì đang phối ghép cho các bác là một chiếc âm ly của hãng Lukman, có model là 113. Dòng này thì thứ nhất là nó tích hợp và có cổng quang giải mã Smart TV rất là tiện dùng, và các bác không cần phải mua qua bất kể một cái thiết bị giải mã nào khác nữa. Các bác cứ mua về sau đó cắm thẳng trực tiếp vào chiếc âm ly của chiếc âm vào TV của nhà mình để sử dụng âm thanh. Rất là tiện dùng. Phím bật tắt nguồn, có cầu loa AB, trở kháng nó là 6 ohm, công suất của nó là 155W. Đấy, có chỉnh bass check đầy đủ trên máy. Và đây là các đường vào phono là dành cho đĩa than, thì các bác sử dụng cổng nào thì đèn nó sẽ sáng ở cổng đấy thôi. Thì các bác lưu ý để cắm ở đằng sau. Có nao nớt này, ba lăng, volume. Size của nó bề ngang là size 44. Tổng quan về hình thức mặt mũi thì còn rất là đẹp. Đấy. Và Xuân Đỉnh cũng có mở nội thất bên trong của chiếc âm ly. Vì đây là một chiếc âm ly còn nguyên zin tuyệt đối cho các bác, thậm chí là chưa cần vệ sinh, máy nó đã quá sắc nét rồi. Đây là nội thất bên trong, rất là sạch sẽ. Đấy. Một nguồn này. Đây các bác có thấy những cái dây đai thít nó còn nguyên. Nó chỉ có một chút xíu là bụi tây thôi. Đấy. Công suất thì khá là gấu, chạy 4 sọt than. Cái hộp này là hộp có chứa cái hệ thống giải mã Smart TV. Các bác cắm trực tiếp cổng quang vào đây. Đấy. Ngoài ra thì nó có cả những cái đường đồng trục
cổng Kosia chắc đồng trục đấy. Phono dành cho đĩa than. Còn đây là các đường vào chính này, CD tuner. Chiếc gâm lê này thì nó có số series là 1098, điện 100V, công suất là 155W. Tokma 113 Tokyo Japan. Đây là cầu loa trở kháng là từ 6 ohm. Dòng này thì nó cũng có cái đường cổng chữ U, hay anh em hay gọi là đường pre in out cho các bác làm dè bao cũng rất là tiện dùng đấy. Chiếc gâm lê này còn tuyệt đẹp, nguyên zin tuyệt đối, máy móc nội thất bên trong sạch sẽ và chưa hề có tháo mở hay động chạm gì cả. Đây là tổng quan về chiếc gâm lê. Và chiếc gâm lê lúc ban này thì cả Xuân Đỉnh cũng bán cho các bác với mức giá là 6 triệu đồng, và cái mức giá này thì cũng là mức giá bao ship toàn quốc cho các bác. Dòng này thì phối ghép được khá là nhiều những loại loa, đặc biệt là nếu như những dòng loa Pioneer thì ghép với dòng Lookman này tiếng rất là hay, trung tép nó rất là sáng luôn, hoặc là đã các bác ghép với những dòng loa JBL cũng được, rất là tuyệt vời, vì dòng JBL thì nó rất hợp với những dòng Lookman. Lookman 113 cả Xuân Đình đang bán với mức giá là 6 triệu đồng, mức giá đều bao ship cho các bác, và tổng giá trị cả một cái bộ này thì nó đang ở phân khúc là 13 triệu 500. Đấy, bác nào có nhu cầu mua cả bộ cũng được, ngon bổ rẻ chất âm thì quá là tuyệt vời rồi. Mọi thông tin chi tiết liên hệ là theo địa chỉ ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội, số điện thoại là 0395727582. Các bác khi xem video cũng như muốn mua sản phẩm thì các bác cứ gọi trực tiếp cho Xuân Đình. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của Xuân Đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.